Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Trek 3009 3 series, một là mẫu xe đạp địa hình đang được chạy bộ chuyển động Shimano Aceza, gạt đĩa trên Shimano. Cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 8 triệu rưỡi cho một chiếc xe đạp thương hiệu Trek, một thương hiệu mà cực kỳ quen thuộc và nổi tiếng với các bác chơi xe. Thương hiệu cực kỳ đẳng cấp, thương hiệu Trek. Khung sườn của chiếc xe thì toàn bộ được lên từ nhôm, rất là cứng cáp và khỏe khoắn. Tổng thể chiếc xe thì như các bác thấy trên hình, tổng thể của chiếc xe thì cũng còn rất là mới và đẹp. Đấy, thì những cái lớp sơn là hầu như là chủ xe đi rất là giữ gìn nên hầu như là không có vết xước nhỏ là đáng kể. Thì những cái chi tiết rất là ít vết xước. Được sử dụng bộ chuyển động đề sau Shimano Aceza và gạt đĩa trước là Shimano với 8 tầng nít và 3 tầng đĩa. Toàn bộ đồ sử dụng trên xe vẫn còn nguyên bản Bontrager chính hãng, lốp còn rất là mới, chứng tỏ là xe này họ đi cực kỳ là ít nên là còn giữ cái độ mới của chiếc xe còn rất là tốt. Cái vân lốp còn rất là mới, nguyên bản Bontrager, thương hiệu phụ tùng cũng rất quen thuộc với các bác chơi xe, sản xuất riêng cho dòng xe đạp Trek. Bánh 26 inch, yên, nó ghi đông của Phốt, vẫn nguyên bản Bontrager. Sử dụng bộ tay bấm của Shimano Aceza, 8 speed, bên này là 3. 24 tốc độ, cho xe có 24 tốc độ. Xe có chuông. Giảm xóc dầu của Santua theo xe. Và bộ phanh dầu của Techo, phanh đĩa dầu của Techo. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì là phù hợp. Bộ chuyển động 8 tầng lít và 3 tầng đĩa cho xe 24 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là mượt mà. Và chiếc xe này đang bán bên em mức giá chỉ có là 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.